Hi, xin chào tất cả mọi người. Chào mừng mọi người đã đến với channel của mình. Và mình là Roma Vlog đây. Nếu như mọi người đã xem video vừa rồi, nhờ có sự giúp đỡ của linh hồn thầy Hùng mà mình đã thành công bắt được hồn ma của bà Hạnh và bỏ vào bên trong hồ lô rồi mọi người ạ. Mấy ngày hôm nay mình không ra video được do tình trạng bệnh của mình càng ngày càng trở nặng mọi người ạ. Do là thời tiết đang thay đổi á mọi người, cho nên là mọi người cùng hãy gắng giữ gìn sức khỏe trong tình trạng thời tiết như thế này chứ. Tối nay cũng như mình đã bàn luận với tất cả mọi người ở trong buổi livestream vừa rồi, mình sẽ thực hiện một nghi thức để có thể rút toàn bộ âm khí của hồn ma bà Hạnh đang ở bên trong hồ lô và bỏ qua một vật chứa khác mọi người, để mình có thể thực hiện gọi hồn bà ấy ra ngoài sảnh và bắt đầu gọi thầy Hùng về để có thể tra khảo linh hồn của bà ấy. Nhưng trước khi mình làm điều này, mình cần phải truyền âm thực để có thể thông báo cho thầy Hùng biết trước, để xem thầy ấy có ý kiến gì trong kế hoạch này hay không mọi người. Nếu như thầy Hùng đồng ý, trong tối nay mình sẽ thực hiện nghi thức để có thể rút âm khí của bà Hạnh và bắt đầu thực hiện tra khảo linh hồn bà ấy nhé. Video tối nay như thế nào mời tất cả mọi người cùng đón xem. Trước khi xem video này, mọi người hãy nhớ like video, đăng ký kênh cũng như là ấn vào cái chuông để nhận được những thông báo mới nhất từ Roma Vlog nhé. Mình cảm ơn tất cả mọi người rất nhiều ạ. Cảm ơn mọi người. Mời tất cả mọi người cùng đón xem video tối nay nhé. Ok mọi người, thì mình cũng đã chuẩn bị tất cả những thứ cần thiết để có thể thực hiện cho nghi thức truyền âm thật rồi mọi người. Thì bây giờ xin phép tất cả mọi người mình được bắt đầu vào nghi thức luôn nhé. Thì mình sẽ đặt đèn bảo liên đăng lên trên lá phù truyền âm thật. Và bây giờ mình sẽ bắt đầu kích hoạt nghi thức truyền âm thật để mà có thể liên lạc với lại thầy Hùng nhé mọi người. Thầy ơi, thầy có nghe những gì con nói không thầy? Ngày hôm nay con mạo muội để thực hiện nghi thức truyền âm thực với thầy. Con có một điều này muốn nói với thầy ạ. Hiện tại linh hồn bà Hạnh đang ở bên trong hồ lô. Con có dự định là con sẽ rút toàn bộ âm khí của linh hồn bà Hạnh để có thể đưa qua một vật chứa khác, và con sẽ đem bà ấy ra ngoài sảnh giăng kết giới lên để mà gọi linh hồn bà ấy ra, và sau đó con sẽ thực hiện nghi thức để mời thầy về cho thầy tra khảo linh hồn bà Hạnh. Thì thầy thấy như thế nào ạ? Vậy bây giờ con phải làm như thế nào thầy? Mình không cần phải rút âm khí hay là giăng kết giới hay sao thầy? Liệu như vậy có nguy hiểm quá không thầy? Dạ, con sẽ làm theo thầy ạ. Bây giờ con sẽ làm ngay ạ. Tại sao
thầy Hùng lại kêu mình đem cái hồ lô ra ngoài sảnh, mở ra và gọi linh hồn đó ra, mà không cần phải rút âm khí hay là giăng kết giới gì hết. Là sao ta? Không biết thầy có ý gì nữa mọi người, nhưng để mình thử, để mình thử sẽ làm theo lời thầy nhé mọi người. Ok, thì cái hồ lô kim cang lệnh mình đang để ngoài am thờ, thì bây giờ mình và tất cả mọi người chúng ta cùng nhau ra đó, lấy cái hồ lô kim cang lệnh đem ra ngoài sảnh và bắt đầu gọi linh hồn và hạnh lên nhé mọi người. Ok. Ok mọi người, thì mình cũng đã chuẩn bị tất cả những thứ cần thiết, và cũng như là mình cũng đã đem cái hồ lô đang chứa cái hồn ma của bà Hạnh ở phía bên trong ra ngoài sảnh rồi mọi người. Bây giờ mình sẽ bắt đầu mở hồ lô ra, thực hiện làm phép để gọi linh hồn bà Hạnh ra khỏi cái hồ lô này nhé mọi người. Mình thật sự không hiểu là tại sao thầy Hùng lại muốn mình làm như vậy nữa mọi người. Không rút âm khí ra, cũng không giăng kết giới. Lỡ có chuyện gì thì sao? Lỡ bà Hạnh bỏ chạy thì sao? Mình thật sự không hiểu mọi người ạ. Nhưng thầy Hùng kêu mình là cứ làm theo lời thầy ấy, thì mình nghĩ là thầy Hùng cũng có lý do mọi người ạ. Bây giờ xin phép tất cả mọi người, mình bắt đầu thắp hương và thực hiện nghi thức nhé mọi người. Xin phép tất cả mọi người mình được bắt đầu vào nghi thức nhé. Mình cũng đã vừa làm phép đèn lưu ly rồi mọi người. Bây giờ mình sẽ bắt đầu mở con mắt âm dương nhé mọi người nhé.
Bây giờ sẽ là tới giai đoạn quan trọng nhất. Mình sẽ bắt đầu mở hồ lô ra và thực hiện gọi linh hồn của bà Hạnh ra ngoài nhé mọi người. Mà đúng rồi, lúc nãy là mình truyền âm thật thì chỉ có thầy Hùng mới nói với mình thôi. Theo như mà mình biết là nghi thức truyền âm thực thì không có bất cứ một linh hồn nào có thể giả dạng được. Mà lỡ thí dụ có linh hồn nào đó giả dạng được nghi thức này thì sao? Lỡ mình mở ra mình có nên mở ra không mọi người? Tôi xin chào linh hồn. Rồi, bây giờ mình làm gì tiếp theo ta? Mà sao mình cảm nhận cái âm khí của bà Hạnh hôm nay khác khác vậy ta? Rồi, còn linh hồn bà Hạnh, thì sao thầy? Dạ. Dạ con xin chào thầy ạ. Tại sao thầy lại ở đây? Vậy con linh hồn của bà Hạnh ở đâu rồi thầy? Hèn chi lúc nãy khi mà con vừa mở hồ lô và con gọi linh hồn bà Hạnh ra, con thấy có một luồng âm khí rất là quen thuộc, nhưng tại sao con lại không nhận ra đó chính là âm khí của thầy? Thật sự là
Thầy thật là cao kiến à. Dạ, con xin nghe theo những gì thầy dạy bảo ạ. Vậy bây giờ con sẽ đem cái hồ lô này đi vào bên trong am thờ hay sao thầy? Chuyện gì thầy cứ việc nói đi ạ, con xin sẵn sàng giúp đỡ cho thầy ạ. Dạ, con biết rồi ạ, con sẽ làm ngay ạ. Uầy, tại sao mình có bùa ẩn thân mà thầy Hùng lại nhìn thấy mình ta? Uầy, thì ra là thầy Hùng đã đi vào bên trong hồ lô này và đã giả dạng linh hồn của bà Hạnh để dụ cái linh hồn giả dạng thầy Trung ra, dùng chiêu giả dạng của những linh hồn đó để bắt những linh hồn đó. Uầy, thầy Hùng thật là cao kiến mọi người ạ. Bây giờ bắt đầu thầy Hùng bắt những người tay sai rồi đó mọi người, để cho người đứng sau từ từ lộ mặt ra mọi người ạ. Uầy, hèn chi mình cứ thắc mắc là tại sao thầy Hùng lại kêu mình là cứ mở cái hồ lô ra bình thường, không cần phải căn kết giới, cũng không cần phải rút âm khí ở bên trong hồ lô ra. Thì ra là như vậy mọi người ạ. Về hiện tại thầy Hùng đã để bà Hạnh ở đâu rồi ta? Bởi vậy từng có một bạn khán giả nói với mình, nếu thật sự linh hồn thầy Trung đã hồi sinh lại thì cái video vừa rồi, cái lá bùa ẩn thân của mình sẽ không bao giờ qua mắt được thầy Trung đâu mọi người ạ. Hôm bữa mình nhớ có một bạn khán giả bình luận như vậy. Vì mọi người thấy hiện tại đây, ở bên trong người mình đang có lá bùa ẩn thân, nhưng mà thầy Hùng vẫn phát hiện ra mình, vẫn nhìn thấy được mình. Ok mọi người, thì bây giờ mình sẽ đem cái hồ lô này đặt vào bên trong am thờ nhé mọi người. Khi nào về nhà mình sẽ nói chuyện nhiều hơn với mọi người về chuyện này nhé. Không biết bây giờ linh hồn bà Hạnh đang ở đâu hết ta. Ok mọi người, bây giờ mình sẽ đem cái hồ lô này đặt vào bên trong am thờ nha mọi người nhé. Mình cảm ơn tất cả mọi người rất là nhiều vì đã xem video này của mình. Cảm ơn mọi người ạ. Bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại tất cả mọi người vào video tiếp theo nha. Khi nào về nhà mình sẽ nói chuyện nhiều hơn với mọi người nhé. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả mọi người ạ.